chấm đối khi công an lấy mẫu ADN, giờ tấm đạt kết quả lại bất cửa từ chối. Cơ hội tốt để rửa oan vậy mà, ông cụ nội ơi! Thưa quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online, Mới nhất khi các trang báo chính thống đông loạt đăng tải thông tin, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ngủ nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, tức căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc số 191A, ấp lập thanh xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã khiến dư luận vô cùng quan tâm và ai cũng muốn biết kết quả giám định cụ thể như thế nào tuy nhiên như bản tin online đã thông tin đến quý vị trong những video trước cơ quan an ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định adn này đến những người liên quan tuy nhiên vì để đảm bảo tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng một lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra cho biết và theo đó kết quả giám định adn này chỉ được thông báo đến những người liên quan Cụ thể ở đây là tống đạt đến cho 28 người bị trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật. Trong đó có 6 người đã bị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, bị cáo Lê Tùng Vân một mực đóng cửa tỉnh Thất Bồng Lai không hợp tác với cơ quan chức năng. Thưa quý vị, rõ ràng nếu thật sự bị oan thì đây là cơ hội vàng và vô cùng tốt để cụ vân rửa tội cho chính mình cũng là cơ hội để lấy lại danh dự trước tin đồn và cả cáo buộc loạn luân tuy nhiên tại sao cụ và tất cả người trong ta am nhất quyết đóng cửa không chịu tiếp nhận kết quả hay cụ đã dự đoán trước được kết quả giám định adn từ cơ quan an ninh điều tra nên một mực từ chối vì lo sợ điều gì đó chăng trở lại trước đó. Ngày 12 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Thấp Bồng Lai. Các bị hại tố cáo ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932 và những cá nhân sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên, ngày 24 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN và tiến hành thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ của bà Cúc. Cơ quan điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc mẫu niêm mạc miệng của 27 người, một trường hợp không có mặt khi công an thu mẫu, đồng thời gửi đến phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh để giám định. Công an Long An cho biết, việc thu mẫu được thực hiện theo quy định pháp luật có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn thành viên sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng. Như vậy, về phía tỉnh Thất Bồng Lai, từ lúc cơ quan điều tra tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho đến khi công bố kết quả giám định ADN, thì ta am vẫn nhất quyết không hợp tác. Lý do tại sao? lấy mẫu xét nghiệm thì la làng cứ bị xâm phạm nhân quyền xâm phạm quyền trẻ em liên quan vân vân tìm đủ mọi cách để không cho cơ quan chức năng lấy mẫu và hiện nay cơ quan an ninh điều tra vì muốn bảo vệ nhân quyền cũng như quyền lợi của những đứa trẻ liên quan trong vụ án này đã không công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng mà chỉ tống đạt đến những người liên quan thì vẫn tiếp tục không chịu nhận kết quả này dù chưa biết cụ thể kết quả sẽ ra sao vậy lý do cho việc không chịu tiếp nhận lần này là gì đây theo quý vị thì có thể viện lý do gì trong việc ông lê tùng vân cũng như toàn bộ người trong tà am một mực bích cửa không tiếp nhận kết quả giám định adn từ cơ quan điều tra để lại bình luận của quý vị ngay dưới video này quý vị nhé